Tuyến đường DT455 đi xã Châu Sơn qua địa bàn xã Quỳnh Mỹ có tổng chiều dài 1,8 km. Trước đây tuyến đường nhỏ, bề mặt chỉ có 3 mét, ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại của nhân dân. Khi tỉnh có chủ trương nâng cấp, cải tạo tuyến đường và bàn giao cho huyện làm chủ đầu tư, chỉ trong thời gian ngắn, địa phương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Chính vì vậy đã tập trung vào cuộc của tất cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân để tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân tự nguyện hiến quyền sử dụng đất để phục vụ cho dự án này. Thôn Châu Tiến có 152 hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất trên 3.000 m2 đất ở và trên 1.000 m2 đất nông nghiệp. Đến nay, tuyến đường đang trong giai đoạn hoàn thành, nhân dân rất phấn khởi. Gia đình tôi có hiến là vào trong đất của tôi là vào sâu 1,5 m, chiều dài là gần 14 m thôi. Nhưng mà thôi thì mình vì mọi người vì mình để cho nó là trong nông thôn mình cho nó khang trang, nó đẹp chứ. Ta mà không hiến thì cứ để con đường nó lom rom như trước thì nó rất là khổ lắm, bà con đi nó không được sạch sẽ mà thoáng mát. Bây giờ nhờ Đảng và Chính phủ như thế này thì chúng tôi rất phấn khởi rồi. Cùng với hiến đất làm đường, việc giải phóng mặt bằng xây dựng, mở rộng khu cụm công nghiệp và các công trình của nhà nước đã trở thành phong trào thi đua giữa các gia đình, các thôn, các xã trong toàn huyện Quỳnh Phụ. Tại xã An Thanh, sau khi hoàn thành tuyến đường DH72C, với sự ủng hộ, đồng thuận của người dân trong việc hiến 5.000 m2 đất ở và đất nông nghiệp, nhân dân địa phương tiếp tục đồng thuận, ủng hộ chủ trương thu hồi đất nông nghiệp để mở rộng khu công nghiệp Cầu Nghìn giai đoạn 2. Dự án mở rộng khu công nghiệp Cầu Nghìn giai đoạn 2 thực hiện theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, địa phương xã An Thanh phải thực hiện thu hồi với tổng diện tích đất nông nghiệp là trên 80 ha. Thế và với cái số hộ dân là gần 600 hộ nằm trong cái diện phải thu hồi để giải phóng mặt bằng. Trong thời gian phạm vi rất ngắn thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động và đến bây giờ thì mọi thủ tục về việc giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thiện và cũng chỉ đang chờ các cái nhà đầu tư sớm đầu tư để công nghiệp phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân của xã An Thanh chúng tôi. Trong công tác giải phóng mặt bằng thì rất là khó khăn. Thế tuy nhiên thì về phía hỗ trợ của địa phương cũng như là sự ủng hộ cái chủ trương thu hồi đất của nhà nước, của toàn bộ nhân dân An Thanh đối với phạm vi giải phóng mặt bằng của giai đoạn 2 thì thực sự là rất tuyệt vời và được sự đồng thuận là 100% trong cái công tác giải phóng mặt bằng, cũng từ cái công tác là thu thập hồ sơ kiểm đếm rồi đến nhận tiền giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Quyết tâm cao của huyện cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân đã tạo nên một bức tranh khá hoàn chỉnh về phát triển hạ tầng giao thông với hàng loạt công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang đến diện mạo mới, cơ hội mới để Quỳnh Phụ bứt phá vươn lên, trở thành cực tăng trưởng kinh tế mới của tỉnh Thái Bình.